sáng thức giấc phố xa ngược xuôi, bước xuống phố thấy vui bao người. Này tình yêu ơi đến mồ, bang 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 bom 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 bom, những đốm sáng vẽ đường vui, thấy thấp thoáng bóng ai như cười. Ngại ngần chi mà không xanh đôi, bang 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 bom 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 bom, quay trở lại với kênh giải trí âm nhạc của Di Trinh ngày hôm nay. Mọi người chỉ cần một chia sẻ để chúng ta có một Giáng sinh thật là an lành nhá. Sáng thức giấc phố sáng ngược xuôi nè, bước xuống phố thấy vui bao người. Này tình yêu ơi đến màu, bang 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 bom 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 bom, những đốm sáng vẽ đường vui, thấy thấp thoáng bóng ai như cười. Ngại ngần chi mà không xanh đôi, bang 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 bom 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 bom, bang bang trái tim đau hoa, bang bang tiếng ca vui hòa, kính chào tất cả bom, mọi người. Bom, bom, bom. Kéo lên nào cả nhà ơi, mỗi người một chia sẻ thôi và chúc mừng một cái mùa đẹp nhất trong năm. Chúc mừng tất cả anh chị các bạn Giáng sinh an lành nhá. Và chúng ta sẽ có những cái điều gì nào? Mỗi người một chia sẻ, yêu cầu những cô ca khúc anh chị yêu thích nhất, và chúng ta sẽ đến với không khí âm nhạc ngày hôm nay. Chúng ta sẽ lạnh lắm rồi. Bây giờ thích đông nè hả? Đông. Đêm đông hay trời đông? Trời đông đi. Trời đông em nhìn nghỉ nhỉ. Ok, đông. Trời đông đi. Bây giờ chúng ta cứ mùa đông với lại tuyết với lại à? Các kiểu nó là Noel đến nơi rồi. Wow. Mỗi người một chia sẻ nào các chế ơi. Chào tất cả MC nha. Và chào tất cả mọi người. Cảm ơn anh chị và các bạn. Và một vài bài chúng ta sau bài này nó kéo remix lên để đẩy cái chương trình chúng ta lên cho nó vui nhá. Cảm ơn tất cả anh chị. Mỗi người một chia sẻ nào anh chị ơi. Hôm nay phải chia sẻ mạnh mẽ nhất có thể nha anh chị nhá. Cố lên ạ. Để chúng ta có một cái không khí âm nhạc thật là tuyệt vời. Đón chào một cái mùa Giáng sinh thật là tuyệt vời nhất nha anh chị nhá. Ca khúc tiếp theo với ca khúc Chờ Đông đến với tất cả anh chị các bạn qua giọng ca của Lan Vy và Quang Nghị. Sơn Thăng Trưởng. Okay. Hôm nay thấy nhà em đẹp không? Cái khay thông Noel kìa. Xinh. Hey! Chia sẻ đi anh chị ơi! Anh ơi có phải trời đang sang đông, mùa đông giá băng em
đang chờ, mùa đông ái ân em đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt ngọc lại buồn hay sao, khi ta đã nguyện một đời bên nhau. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha. Và khi thu đến em gom ánh sao, cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Anh ơi xích lại thật gần bên nhau, cho em siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Chúc tất cả đại gia đình thân yêu một mùa Giáng sinh an lành. Ngoài trời đang mưa, trời đã sang đông phải không em? Ở này đỡ có lạnh không em? Cảm ơn con số 1 rất là nồng nàn của anh chị các bạn. Và tiếp tục chia sẻ kéo lên con số 2 nào các chị ơi. Cố gắng lên nào. Ô hay mắt ngọc lại buồn hay sao, khi ta đã nguyện một đời bên nhau. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha. Ta quên biết nhau khi tàn xưa, ta yêu thiết tha khi hè sang. Và khi thu đến em gom ánh sao, cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Anh ơi xích lại thật gần bên em, cho em siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Nhiều ạ. Cảm ơn mọi người và hy vọng là chúng ta sẽ chỉ cần mỗi người một chia sẻ và comment những ca khúc anh chị yêu thích nhất, những cái ca khúc mà về năm mới nè, những ca khúc về Noel nè, và những ca khúc mà đượm cái buồn của những bài tình ca. Là một bài remix đi, có bài nào remix không? Vùng trời bình yên. Ok, cũng được đấy, một sáng tác của Phạm Hiền Tâm. Ca khúc Vùng trời bình yên. Yên ạ. Là thứ điện. Ok, remix nhá. Lạp. Remix kéo mọi người lên nào. Mỗi người một chia sẻ và yêu cầu những ca khúc anh chị yêu thích nhất đi ạ. Chúng ta tiếp tục mỗi người một chia sẻ nhá. Và để cho không khí ngày hôm nay nó lên đến gọi là thăng hoa nữa, thì chúng ta có thể có những cái comment về những ca khúc mà anh chị yêu thích nhất, và chúng ta sẽ đến với một trong những cái chương trình mà phải nói cho chúng ta sẽ rất là nhiều ý nghĩa.
và một cái mùa Noel, một cái mùa đẹp nhất trong năm chúng ta đang tiến đến rất gần. Là. Ok. Và một ca khúc remix đến với tất cả anh chị các bạn. Và tiếp tục kéo cái chương trình này lên, mỗi người một chia sẻ nhá. Mỗi người quay ra chỉ cần một chia sẻ. Sau bài này chúng ta sẽ kéo trở lên lại nhá. Hey. Lên nào, hey, hey. Lên nào. Tiêm tháng ngày tìm theo mưa rơi lặng câm, để mình nghe xót xa em mới có ai. Giữa bóng tối chập trùng, tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng. Dẫn lối bước anh về, dìu em qua đắng cay. Hey hey hey, gió mai đen tan nhanh, trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm nồng. Yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông, khuất lấp những đêm dài, tình anh luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Cùng cây trao hơi ấm rộn rã, đôi tim bừng vui gặp gỡ trong ngày mới. Là nơi đàn bướm bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Thuất cơn phong ba bão giông, khuất lấp những đêm dài, tình anh luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Vòng tay trao hơi ấm rộn rã, đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới. Nơi đàn bướm bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Vùng tay trao hơi ấm rộn rã, đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới. Nắng say tình dân ngập lối, nắng lên qua hàng cây, gió mơn man đùa là nơi đàn bướm hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Như chưa từng có những phút điều xa, dù gương mặt trên vai anh có qua những con đường anh. Dành hết cho em. Hey! Mùa xuân vừa đến, yeah. Hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đêm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm ven vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về ai. Và anh lại nhớ những giờ em đi chờ chồng, mượt
mì lặng lẽ ướt lạnh trong mưa chờ anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chưa đợi anh như chưa từng có những phút lìa xa. Dẫu gương mặt trên vai anh khóc o, những con đường anh đi rồi cũng đưa em về bên anh. Như anh được sống đây phút đầu tiên, có em tận đến như giây cuối cùng. Suốt cuộc đời chính không quên chân tình dành hết cho em. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho. Có cái bài nó mới nhảy qua cái bài này luôn thì trời. Ai bắt đi, anh bắt đi ấy. Hay quá à. Ờ tự nhiên em bắt vô được thì em hát luôn như sao? Ai biết đâu nó. Bây giờ Remix đi. Kiếm cái búa. Remix. À Xuân yêu thương á, bà đi remix cũng được. Xuân yêu thương hả? Xuân về cũng được nè. Lắng nghe mà Xuân về đi. Okay. Mọi hồi nãy có người yêu cầu đấy, một sáng tác của Dương Thụ. Nhưng mà bài này có hát được remix không? Không, nó không hay ho gì đâu. Không, bài Xuân yêu thương này thì thờ mùa xuân được. Giật từ đầu cơn giật em trên phố phường. Dạ, hey. Dạ. Dần dần đi. Xuân này. Xuân nghe. Anh cứ đánh sao anh đánh, còn có việc hát sao cứ để Lan Vy lo. Đó. Lắng nghe mùa xuân về. Một trong những sáng tác cực kỳ nổi tiếng của Dương Thụ và mỗi năm đến Son anh. Đáp án này. Trời ơi, băng kia không chơi đến Son không chơi được luôn á trời. Đâu đó. Hả? Son nữ luôn đó. Nó bắt năm nữ luôn. Khiếp, dạ man. Pha thì may ra hát được nhỉ. Kinh thiệt. Xuân ok, với ca khúc Lắng nghe mùa xuân về, sự thể hiện của Lan Vy và remix tiếp nha. Nửa vời đi anh. Đầu tiên anh đi cái chuyện của anh đừng có hỏi. Đừng có hỏi con chuyện hát sao là chuyện của ba anh nhá. Lan Vy chú ý nhạc này nha. Hey 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 hey. Kia tiếng chim dần hót xa vời, cánh hoa đào bóng như cười, bao tin mùa xuân về. Trên phố phường mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn. Nghe trong mưa đêm mùa xuân nắng lẻ sang, vậy chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, vậy chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, vậy chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa. Khi em trong em ung dung bên thềm nhà kia, tiếng chim giòn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười, bao tin mùa xuân về. Kia bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xanh ngời là hoa mùa xuân tươi. Giật mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn. Ngay trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang, phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng mùa hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng ngày xuân đầu tiên
đang gõ cửa thì anh trông em ung dung bên thềm nhà. Và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về. Để biết ta còn mãi trong đời, phút giây chờ ấy tuyệt vời, chứa chan niềm tình yêu. Còn mãi trong đời, phút giây chờ ấy tuyệt vời, chứa chan niềm tin yêu kia. Xuân về em có vui không? Không khí mùa xuân có lẽ đã đến từ sẽ bắt đầu đầu tháng đấy, chúng ta sẽ trải qua đến cái gì, chúng ta sau Noel thì chúng ta lại có một cái gì lại Tết Tây, và sau Tết Tây thì chúng ta sẽ đến Tết Ta. Chúng ta bởi vì cái mùa này là cái mùa được mong chờ nhất trong năm, một cái mùa mà phải nói là cứ mỗi khi đến nó lại mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cảm xúc. Và anh chị có thể yêu cầu những ca khúc theo chúng chủ đề ngày hôm nay nhá anh chị nhá. Có một cái bài gì ta? Cái bài gì mà một xuân. Một xuân. Xuân. Xuân yêu thương. Xuân yêu thương. Các yêu cầu này. Bài điệp khúc mùa xuân đi. Điệp khúc mùa xuân. Điệp khúc mùa xuân là cái gì ta? Ca hút trong veo. Dê em hát được không? Em. Được được. Dê hát được. Thử đi. Dê ấy anh. Hát đôi được đấy. Thích yêu cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhé. Điều cuối cùng xuân. Cái gì quên đã mất rồi, như nào nhỉ? Nắng chiều lung linh như mơ vần. Đi 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 đi. Trời ơi, bằng cái đấy, bằng cái chơi đô thăng, mình chơi dê là vừa rồi. Một trong những sáng tác của Quốc Dũng với ca khúc Điệp khúc mùa xuân sẽ tới bên tất cả anh chị các bạn với giọng ca của Tam ca nha anh chị nhá. Hát được chỗ nào thì cứ nhảy vô thôi. Giới thiệu không hát được. Sáng tác của Quốc Dũng, tưởng đâu Quốc Việt chứ luôn. Okay, Quốc Việt. Quốc Việt. Cảm ơn nhạc công Quốc Việt nha. Hãy like cho Quốc Việt một like và chia sẻ cho Quốc Việt đi anh chị ơi. Một xuân nho nhỏ. Sau bài này thì chúng ta sẽ kiếm mấy bài remix đi. Yeah. Càng tuyệt vời hơn quý vị chia sẻ cái livestream này nhé. Yêu quý nhất dê là được chị. Bước vào tương tơ về lỡ đời. Trên đám môi hồng người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay là đời, mặt trời mây buồn như trôi tiết tha. Ánh mắt mê trông đi xa vời, trời mưa xuân đến đêm gần vui. Xin xuân ơi xin lặng gió heo bay, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Để gió hay cuốn từng lá rơi, mà nắng hay chiếu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát như nhân dân che vơi, dìu hồn ta xây trong biển khơi. Nắng chiều na 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 na. Bấm bấm
bay la đà. Một chim ấy muốn nhà trôi thiết tha, ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. Rừng xuân này xin làng xa heo mây, chim muốn quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt bao yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu hôn hương. Ngày gió hay con từng lá rơi, và nắng hay chiều màu thơm tươi, cùng những tiếng hát yêu nhau xanh trời vơi. Dù hận ta dây trong biển khơi, nắng chiều lưng linh vườn hoa vàng, chuyện tình nắng về trong anh vượt sang. Gió mai mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm bên trong cuộc sống. Bên bên từng tháng bay la đà, chỉ mây buồn nhà trôi thiên tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. Ánh mắt mưa trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. Na 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 na. Xuân yêu thương đi, xuân đã đến bên này, xuân đến luôn bên kia. Lộn xộn mà có người đánh được mới hay á. Cho nhạc công Quốc Việt một xe đi anh chị ơi, một like và một xe cho nhạc công này. Còn mà cái chuyện là anh đánh sao đánh, con chuyện bọn em hát sao bọn em hát. Để cái búa sẵn đằng sau, để cái búa sẵn đằng sau. Ok Xuân yêu thương, nãy giờ yêu cầu nhiều lắm á. Để kéo cao lên, kéo 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 lên. Dề mí ấy. Giọng giọng chị này là chắc mí á. Hát hai ba người hát mà. Hả? Hai ba người hát mà. Xin đã đến bên đây. Ê, ê, dê. Luôn bên kia. Nếu mà vậy dê. Nếu hát nhiều người thì dê. Chứ còn mi là mình chơi không nổi đâu. Xin đã đến bên đây. Mày mi chồng tao mày, tao mày chạy không nổi đâu. Bên này, rồi sang bên kia. Dê thử anh. Dê, dê, dê. Mình chơi nhẹ nhẹ cho Lan Vy. Xuân đã đến bên em. Đến hey hey, Xuân yêu thương nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Và từ nay đến Tết, những chương trình về Xuân rất là nhiều luôn. Cảm ơn mọi người. Xuân đã đến bên em, sáng xuân tuyệt vời, sáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân, mang hạnh phúc cho đời, mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người, xin người hãy cùng em yêu xuân. Còn nhớ phút giây gầm gỡ, mùa xuân muốn hoa sắc hồng. Chiều xuống gió xuân nồng cháy, gửi cho mỗi em ngỡ ngàng. Người đến trước tình em chợt mơ, muôn hoa thôn thơ. Mang hạnh phúc cho đời, mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nghe anh yêu, nhớ nghe em yêu. Mang say đắm cho đời, ôi tình đồ hôn yêu thương. Hãy
hạnh phúc cho đời, mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nghe anh yêu, nhớ nghe em yêu, bước xe đẫm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương. Mang hạnh phúc cho đời, mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nghe anh yêu, nhớ nghe anh yêu, bước xe đẫm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy, gửi cho mỗi em ngỡ ngàng, người đến cho tình yêu chợt mất, muôn hoa thuần thương. Hey hey, hạnh phúc chúc mừng. Bằng say đắm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương. Bằng say đắm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương. Ôi từng nụ hôn yêu thương. Cảm ơn tất cả anh chị. À, hôm nay view tức cười nhỉ, nó cứ lên lên xuống xuống. Một vui ghê, hôm nay vui ghê á. Một cái khúc rất là lộn xộn. Lúc đầu mà lúc... Kệ đi, chờ đây là biên tập và đạo diễn, ai chửi chửi Quốc Việt thì chửi gì anh em mình. Kệ đi. Cảm ơn tất cả anh chị, các bạn có ai mà có la lối có chửi gì nhắn tin ông Việt nhá. Anh chị nhá, nó nhỏ thôi, nó nhỏ không nghe. Chắc ông không nghe đâu. Ông đâu có mic đâu. Ôi ông không nghe luôn. Không nghe. Cảm ơn tất cả anh chị. Nghe mà nói không có được. Tức lắm. Tức lắm. Đánh sao mà người ta cứ hát hoài không có đường ra mà. Anh trai, cảm ơn em, cảm ơn tất cả anh chị, vui quá anh chị ạ. Có lẽ là lúc đầu thì Trinh tưởng là hôm nay yếu rồi, mà ai ngờ đâu, vẫn lên bình thường. Cảm ơn tất cả, cứ trên con số 1 là cảm thấy vui, hài lòng lắm. Nếu mà những cái ngày này, ngày hên thì cũng có thể lên số 2, số 3 rồi. Nhưng mà lúc đầu thì Trinh vô, nhìn Trinh nhìn thấy cái rách đầu rồi Trinh hiểu. Cảm ơn mọi người như thế này là cũng quá vui đấy. Chúng ta sẽ có một cái ca khúc gì để đánh cái điệu gì sang sang đi anh. Sang chắc kiếm bài khác rồi nè. Có bài gì đường phố đi. Cho bài chán xuân rồi hát tình người và quê hương đi nha. À, hồi nãy Duy Trinh thấy mọi người yêu cầu rất nhiều mà với đánh với nhạc công thì chắc chưa hát lần nào ấy. Bài gì anh? Bài trước khăn dô ấm đi. Anh để em cho cái lời bài này trước. Nhưng mà nhưng mà đánh sao cho nó lạ. Em có hát lần nào chưa nhỉ? Ở bên kia trước đường chắc là trưởng ấy. Chiếc khăn gió ấm anh La trưởng ấy, đúng rồi đó. Đánh la trưởng đi. Đánh cái điệu gì cho nó là lạ tí anh. Bây giờ cái việc đánh anh cứ đánh, anh cứ đánh cái kiểu gì lạ mà chừng nào mà em không hát được em kêu anh đánh lại. La trưởng không anh. À dạ. Sẽ gửi đến cho một những ai. Bây giờ đang lạnh lắm đúng không? Anh gửi ít khăn gió ấm cho em nhá. Mở cửa ra đón em. Rồi. Sẽ càng tuyệt vời hơn khi mà cô chú anh chị mình yêu cầu những ca khúc remix yêu thích đi, Lan Vy sẽ thể hiện cho. Ok, sau bài này sẽ là remix rất là mạnh mẽ của Lan Vy, cho nên là anh chị share cái này và yêu cầu những ca khúc mà Lan Vy sau bài này hát mấy bài hit thật là hit đi Vy. Dạ. Mấy bài hit hát lại cũng được, mà lại mà không bao giờ chán luôn. Đúng rồi. Vô. La trường. Hey. Tăng 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 tăng. Để sẵn cái búa đằng sau rồi. Ở bên kia. Vô. Vô sao không thấy vô? La trưởng. Cục đơ luôn. Vô nha. Nhớ mặc thêm áo ấm nha chị nha. Cưới mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho anh yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hừng, để tim chim còn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như chỉ nhớ về ai, thì cho em đêm lung linh và tiếng sóng này bia lát. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai
mãi sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em ấy là niềm hạnh phúc của chính mà thôi. Vì đêm chắc đang là anh dần, và em dường như chìm trong giấc mơ em đêm. Cứ mê mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho chính muôn giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh còn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như chỉ nhớ về em, gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng ngày biển. Em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mê là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Vi ơi bây giờ kiểu? Bây giờ Vi em Vi hát. Ơi Vi ơi Vi ơi Vi ơi cầu cứu ạ. Không, Vi bây giờ Vi Vi đẩy mấy bản remix đi. Mọi remix. Người đang sung cả quá trời rồi. Yeah. Đấy. Remix gì hot hot đi. Hot hot hả? Bài hot cũ đi. Cũ. Bài gì nhỉ? Có hai đường. Không cái bài gì mà hôm nọ mình đánh đầu tiên nhỉ? Mình quên rồi. Bữa trước mà. Một nồi bài em không biết cái bài gì mà hả lời yêu đúng không? Bữa hát Hà Văn đeo cái này lời yêu ấy có phải lời yêu mới các mình nghe mà bài gì nè bài này được nhiều người yêu cầu lắm luôn nè bài này hay tuyệt này đây này đợi anh chị đợi tại vì cái bài này nhiều người yêu cầu quá cho nên là đợi anh chị đợi em một xíu nhá em sẽ mở cái bản này ra và sẽ có câu trả lời ngay ở đây thôi. Chúng ta sẽ có câu trả lời ngay ở đây. Với một cái ca khúc đây nè, cái bài này này. Cái bài này này. Cái bài này này. À. Cái bài này cũng kéo. Bài gì đó? Yêu là gì mà yêu 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 cái chút hở hở hả? Hay được mình không? Tình nhân gì đó không? À thiên hạ hữu tình nhân. Thiên hạ hữu tình nhân. Được mình không? Được mà. Được mà hát mình không? Dạ. Vì hát được mình không? Chắc được anh. Có được thì chơi đi. À khúc kia được, không được thì em đọc em ạ. Đây khúc đó chưa hát nè. Nhờ kể đó. Chơi luôn. Bỏ qua đoạn đó. Mình có phải hát với beat đâu. Đúng nhỉ? Thiên hạ hữu tình. Tình nhân. Một ca khúc sáng tác của Trung Quốc. Nhìn nhắc qua lời Việt của Phát Nguyễn. Cảm ơn mọi anh chị. Son ăn này. Ok. Thiệt không? Son hát được không? Nhìn tia liền này nha. Son Son hát được không? Dạ. Đây nè. Phá thằng hả? Cao ấy. Son là cao đấy. Ôi Son không được hát Son đi anh nè. Không được hát Son rồi. Quá trời ạ. Chơi luôn chơi luôn anh ơi. Son ăn này. Yo. Hey thiên hạ hữu tình nhân. Mix. Ok. Hey. Mặc dù không thuộc lắm. Chán luôn. Kỳ quá à. Yêu là gì mà làm người điên điên say say đến thế, cứ vô tư chọc con tim nhói đau. Yêu là gì mà làm người cân tâm mang theo si mê. Yêu là gì mà làm người điên điên say say đến thế, cứ vô tư
chập con tim nhói đau. Yêu là gì mà làm người người cần tâm mang theo si mê, những khi chia ly quay bước thật mau. Yêu là gì? Hey. Thế gian hiểu thấu, yêu là mất, yêu là đau, yêu là vậy thêm hoa văn lên chiếc lưỡi xinh màu. Hey. Thế gian hiểu biết, yêu là thứ ta cần thiết, yêu là niềm vui đang xem đâu từ trong bình yên. Tìm được gì chung hơn ai? Cần gì tôi chân trong tên ngày mai? Phải làm được tiếng về tôi, nên tôi ta còn xin cần ai? Thế những lời nói ta chỉ chút ra vậy thôi, trong lòng vẫn trông mong ai cho ta những cơ hội để ta tìm kiếm một hạnh phúc trên trời mới. Chỉ vì được yêu nên tim ta không muốn nghỉ ngơi. Một màu hồng đang che lấp đi bao nhiêu yêu thương từ từ. Nhìn vào màu đêm e ấp, cô đơn thương thương ta tình nghìn năm. Em chưa biết. Go. Vừa hát theo chỉ sao bằng thôi. Người điên điên say say đến thế, cứ vô tư chấp con tim nhói đau. Yêu là gì mà làm người người cần tâm mang theo si mê, những khi chia ly quay bước thật mau. Yêu là gì mà làm người người điên điên say say đến thế, cứ vô tư chấp con tim nhói đau. Yêu là gì mà làm người người cần tâm mang theo si mê, những khi chia ly quay bước thật mau. Phê chưa? Phê chưa? Bài này em vừa em hát theo chị Băng thôi chứ em biết. Hát nổi mà, son là ok. Quá hay. Siêu đấy. Chị Băng tiếng. Siêu đấy. Đọc thuộc chưa đọc thuộc luôn. Không, có một cái bản mà... Lại gặp Lệ Quyên. Hồi nãy đêm đông hát chưa ta? Dạ chưa. Bài đấy hay lắm á. Có okay. Người yêu cầu rồi đó. Vô. Chơi luôn. Có người yêu cầu bài đêm đông này. Dạ. Tại hôm nay chủ đề là Noel và mùa đông mà. Đúng rồi. Chúng ta hát bài này đi. Đổi không khí nha mọi người nha. Đã hỏi quay là thử đi tiếp. La hả? La đi. Con tịt tịt. Xua không? Bài này chắc hát la được rồi. La. Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống, đâu đấy buôn lững lờ tiếng chuông. Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống. Hay là hát một liên khúc mưa đi. Mưa mà đô với má được không ta? Một đô hả? Mưa được. Lần trước anh về đây ghé tâm tôi à? Tình xưa bàn. Ủa, giờ hát bài nào trước anh? Hát bài nào trước? Hát liên khúc hay là hát bài đêm đông trước anh? Mưa. À, từ từ đây. Làm màn lên khúc này xong rồi cho anh ra 5 phút. Thở không khí. Nhìn Lan đi sợ chết. Lập. Cảm ơn tình yêu. Cái này nếu mà si thì quá thấp, đô thì chắc có đoạn em vào được loại không ấy. Bài này hát tầm mười mấy phút anh. Không, đoạn nào nghỉ thôi. Cho ông Việt ông cáu lên ông đập búa đầu mình sao? Mưa đánh đô thử anh.
Thực ra cái này anh hát được đến lên đến dê đấy. Anh hát được lên dê thì có đô, có đoạn em hát được ấy. Đô thấp không? Thấp thì nữ mới vô được. Phải đêm đông. Ok, đêm đông lát hỏi em hát nè. Sau liên khúc mưa nhá. Cái giọng hát tuyệt vời giống chúng tuyệt vời cái đọc lên liền nó cần đặt khen nó đọc thôi ta nói rồi người ta yêu cầu người ta comment là... ôi giọng hát Lăng Vi châu bò không đọc lên đồ anh đợt đời à đợt đời, đời. Cả khúc này Lăng Vi cũng hát rồi nè kiểu này nè okay. Hát là không ai muốn hát luôn lần trước anh về đây ghé tâm tôi đúng rồi hey. Mùa đông mà thêm mưa nó lạnh quá đi. Trời đông hát rồi à. Đợt đời em vô nhá. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi. Tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi. Tách cà phê ấm môi phút giây vui qua mất rồi. Này cây phượng vi bên đường che nắng ban trưa. Này con đường dẫn vào sân ga tắm trong mưa. Mai trường kia âu thương. Và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa. Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường lõm anh gói tay tôi để ôn chuyện xưa cũ gói tròn trong tôi nhớ tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay có phải vì tâm tư giấu kín trang thư còn đây nên nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ trở đến thì ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai cành dài nghe bồi hồi mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi khi cho cười những hình ảnh của tim vào lòng đêm những kỷ niệm cho nhau nếu mất nhau xin đừng quên tôi tiếp đi trong niềm vui và hai giấc những giọt mưa cuối cùng hai đứa vui chưa với tâm sự hôm sau anh lên đường vì yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi vì thương non sông anh gạt nước mắt phân ly từng cơn mưa vẫn rơi nào nề anh nói một năm nữa anh về mùa mưa lại đến chinh mừng vui đó tim vì đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh nghĩ rằng tôi vắng anh vì em trai con đi giữ quê hương cho chúng mình nhiều đêm chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu đường ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu tiếng còi đêm lướt màu đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâu buồn ơi tôi ngừng tiếng mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm mưa rơi khác mưa thêm lạnh vắng phòng côi lắng tiêu điều đường khuya vắng điều hiu đêm sầu đi trong tôi nhớ bao thương nhớ chỉ là mộng mơ đêm nay tiếng mưa rơi buồn qua mưa đêm sầu riêng ai buồn ơi đến bao giờ thôi chia tay nhau từ đây nghe nước mắt vây quanh biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả
đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết chọn mộng đầu ai. Xin từ giá đường phố trắng mưa ngâu, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm ta từ thành phố cũ người yêu xưa còn đâu. Còn đâu giờ đây xin ra từ. Ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ, tuổi đang 10 sâu mái tóc chớm ngang vai, tình yêu nụ hoa nắng trong lòng đầy ngọt ngào. Rồi ai thương ai đem ghép cho đôi tim non, đến xuân qua cho nhau thấy nào nào. Ai yêu thương ai, đó chỉ là tình của mỗi con người. Một hôm xem bút nghiêng đăng trình tôi giá từ, tiễn đưa buồn hơn đêm mưa lắm tâm tư. Người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ. Thời gian trôi qua mau, giữ tình yêu cho nhau đến mai sau nhưng ai biết xa sao. Riêng tôi đêm nay nhớ thương một người lạnh buốt đêm dài. Xin hiểu tình yêu trong thời chiến tranh này, mấy người mơ ước cho tròn chưa lấy chưa. Càng khổ càng đau thì tình yêu càng sâu, khi sắp đưa nhau về bên. Ngàn cái bây giờ cho ngọn nước trong đầy cho đứa tình mê sông núi. Vì đời khổ đau anh góp một phần xương máu, đôi cánh tay này anh hiến trọn cho tình quê. Em đâu hay rằng mẹ quê hôm sớm còn hát hiu cùng đường sáng khoai. Em đâu hay rằng đàn trẻ thơ vắng cha cày bữa thấy cho người đi. Đành lòng sao em nỡ nào nhìn bạn bè nhọc nhằn gian lao mắt quay đi cho đành. Đành lòng sao em đành lòng sao em âm im gì chỉ mình ta. Xin hiểu lòng nhau cho dù cách ngăn này có người tìm đến bao giờ. Tình vẫn vàng son, tình này vẫn đẹp tươi như tao hoa không tàn hoa. Ta đón nhau về khi non nước yên bề, sông núi vào hồi yêu thương. Mình cùng diều nhau đi khắp vùng trời quê hương, con bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đây. Con đường xưa em đi hẳn lên mái tộc thề, ngõ hồn dựng tái tê. Anh làm thơ vô quy cách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trắng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng huê, ôi còn ai cô chi. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng có trông vời một người xa mấy người. Nơi đây biển gác cánh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ. Gió mưa buồn như cơn bão lòng, tình nồng tình mau trống vai, tình buồn tình mang đắng cay. Cô đơn cuộc đời ngồi bên sông cửa, trong bóng ai ngoài hiên mà nhớ. Mưa từ đâu mưa về, là mùa lá hoang nghe ta tới. Tiếng mưa, mưa lạnh mạnh ngoài mình,
Mình nghỉ đi. Người ta nói niềm gì. Mình nghỉ đi. Không có lối ra rồi. Nghỉ nghỉ nghỉ. Không có lối. Đi nghỉ năm phút. Không có lối ra. Giống cái bài lá diêu bông dễ sợ luôn. Anh chị phải hát kiểu này là không có lối ra. Ai kêu từ anh không chốt mà anh chi? Chốt sao nổi. Nó cứ lòng và lòng vòng thế này mà hát chừng nào nó mới ra nổi. Ông nghĩ. Ok, cảm ơn tất cả anh chị các bạn. Và ngày hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời trong một cái mùa. Một cái mùa mà phải nói là một cái mùa đẹp nhất trong năm. Thì có một cái điều thực sự chỉ còn có rất là ít, chỉ còn khoảng 72 giờ nữa là chúng ta sẽ không có cái phần quà này nữa. Và những ai đã biết Duy Trinh có những cái sản phẩm chất lượng nhất đến từ Pháp thì anh chị đừng quên để lại một cái sản phẩm mua cho mình hoặc mua cho người yêu mình với một cái sản phẩm có một cái phần quà tặng Noel đầy thực sự luôn, khác biệt luôn. Và Duy Trinh cam kết với anh chị và các bạn, đây là một cái sản phẩm made in France 3 tầng hương, anh chị có thể không bao giờ mua được ở đâu. Hey! Xa rồi trong đêm mãi cô đơn gửi tâm từ về đâu lại nghe cái tai kìa. Mưa rơi mưa nhớ ai cái gì vậy ông Việt? Cái gì vậy? ông tắt cái organ đi, tôi ngồi đó ngồi hát hoài luôn đấy nha. Hình như là nó bị chạm cái dây ở bên kia đấy. Hay võ võ bị vô vì gì đấy, chắc phải tắt cái này đi quá. Ok. Đã, lão Việt này, lão Việt này dễ bị đập búa quá. Nghe tiếng nhạc càng cái là nhảy ngay. Cảm ơn Huyền. Tôi đang để phiêu với cái sản phẩm người ta. Tự nhiên ông ấy cấn ở kia, cái ông ấy mở nhạc lên, mở nhạc nghe, lên. Ông không nghe, mình nghe. Thì ông ấy đâu có nghe, mình đeo tai nghe, mình mới nghe với khán giả nghe đâu. Chỉ có ông đâu có nghe. Cảm ơn Chip này, cảm ơn Huyền. Anh chị đến với Duy Trinh là chỉ có nụ cười thôi. Và tất cả mọi người, Duy Trinh đến đây gặp anh chị để mang lại cái sự một trong những cái chương trình giải trí cho anh chị, mang đến cho anh chị những cái sản phẩm tốt. Và không có ai ở trên cái live stream này có thể mang lại cho anh chị được cái giá trị đích thực nhất của cuộc sống, là những cái sản phẩm người thật, việc thật, con người thật. Hát ở đây là thật, giá trị thật, tất cả mọi cái ở đây đều thật. Trên đây là 1350, ở đây có những ai đang dùng nước hoa của Duy Trinh, cho Duy Trinh cái lời bình đi ạ. Cần lắm một cái lời bình ngay từ bây giờ. Và đây là một cái sản phẩm mà thực sự Duy Trinh cực kỳ yêu thích luôn. Và collagen Duy Trinh đã yêu mến như thế nào thì đây là một cái sản phẩm Duy Trinh yêu mến gấp 3 lần luôn, bởi vì nó mang lại giá trị cao thực sự luôn. Rất là cao cho tất cả anh chị. Ở đây bây giờ có 2 set là để có quà, có 3 set là có quà. Đây chỉ còn có mấy ngày nữa là chúng ta sẽ không còn quà nữa. Và ngày hôm nay, nếu mà ngày mai anh chị chốt hết hàng thì chúng ta sẽ không có quà nữa nhá. 1.350.000 là một cái chai nước hoa 3 tầng hương made in France, Pháp. Thực sự đẳng cấp anh chị nhá. Rất đẳng cấp luôn. Đây là một cái phần quà, là cái sản phẩm này, body dưỡng ẩm cho anh chị, body lotion này. Đến từ Pháp luôn, phần quà đến từ Pháp và cái chai nước hoa đến từ Pháp. Made in France 3 tầng hương. Và những ai mà đã chưa có cho mình được cái chai nước hoa, hoặc là những ai đã mua rồi mà chưa có khuyến mãi như thế này, thì hãy nhanh tay cho mình, tặng cho bạn, cho bè, tặng cho người yêu, tặng cho ai đó một cái chai nước hoa đẳng cấp nhất có thể. Đêm cuối, ok em. Ở đây có những ai đang dùng thì cho Duy Trinh cái lời bình ạ. Ok, cảm ơn chị Anh Phúc. Hello Đạt, cảm ơn mọi người, cảm ơn Thệp. Nước hoa đẳng cấp, cảm ơn em. Chỉ cần một đánh giá về nước hoa, một đánh giá về nước hoa. Và cái điều quan trọng nhất nữa là cái gì? Collagen sứ ông chúa của Duy Trinh sẽ chính thức không còn khuyến mãi nữa trong hết tháng này. Tại vì nguyên liệu tăng giá cho nên là không có thể có khuyến mãi trong thời gian này nữa. Cho nên là những ai... Ôi ôi, cái băng keo nó chắc... Cái này là cái tem chống... Này, đúng rồi. Đưa cho anh cái hộp kia. 1350 kèm số điện thoại cho Duy Trinh nha anh chị nha. Nước qua Pháp giá Việt Nam thực sự luôn. Và anh chị không bao giờ mà có được một cái sản phẩm mà tương đương như vậy. Và cái chai, cái collagen sứ ông chúa của Duy Trinh là những ai đang dùng
đang dùng đã dùng thì hãy mua cho mình 3 hộp, 5 hộp hoặc 10 hộp để lấy phần quà cho anh chị nhá. Ok Dung ơi, nước hoa rất tuyệt vời, cảm ơn Sáu này. Duy Trinh nước hoa nữ, dạ cảm ơn Thí Trần. Đấy là một câu mai mốt anh chị biết à. Duy Trinh chỉ bán những cái sản phẩm tốt thôi. Ở đây có nước hoa, có tăng cân, có giảm cân và đặc biệt là collagen anh chị nhá. Đó, Lan Vi hôm nay xinh quá, cảm ơn em. Những ai đang dùng collagen của Duy Trinh thì hãy mua 3, mua 5, mua 10 để chốt 1 năm. Cái thứ nhất là Duy Trinh sẽ nghỉ Tết rất là sớm. Cái thứ hai là collagen nó sẽ hết hàng, nó tăng giá. À, nó do nó nguyên liệu đầu vào tăng, cho nên là nhà máy báo là tăng giá thì chắc chắn là sẽ cắt khuyến mãi. Cho nên là hết tháng 12 này thì Duy Trinh hết cái lô này thì sẽ không còn khuyến mãi cho anh chị nữa. Ok, Hồng Đan nước hoa Pháp 1350. Ok, cảm ơn Phương Nô này. Những ai đã dùng thì cho Duy Trinh một cái lời bình thực lòng đi ạ. Một cái lời bình thực lòng nhất là trong thời điểm hiện tại. Sản phẩm tuyệt vời, cảm ơn Tuyền Phạm này, cảm ơn Huyền Vũ này. Nước hoa Nam, ok Ngô Hiếu ơi, nước hoa Nam bây giờ có hai loại được giảm giá. Từ 1.6 triệu còn 1.280.000, tức là được giảm 20%. Chỉ 1.280.000 chúng ta sẽ sở hữu một cái chai nước hoa Nam 3 tầng hương, thực sự đẳng cấp luôn. Chơi Noel, chơi Tết, nếu mà dùng cái sản phẩm này, Duy Trinh cam kết với anh chị, Made in France, Pháp, 3 tầng hương rõ ràng. Chất lượng là đảm bảo từ 8 đến 10 tiếng anh chị nhá. Anh chị sẽ không phải lo lắng phải đi tìm một cái sản phẩm giá thực sự là ổn mà lại có một cái đẳng cấp. Tại vì nước hoa Pháp 3 tầng hương ấy thì nó sẽ mang lại cho anh chị cái đẳng cấp rõ ràng luôn, chứ không phải là như những cái sản phẩm khác. Anh chị đừng, đã dùng nước hoa thì đừng có dùng nước hoa fake anh chị nhá, đừng có dùng nước hoa fake. Nước hoa nữ giá bao nhiêu? Ở đây có hai loại nước hoa nữ này. Có một con loại được dùng thử với giá dùng thử của nhà sản xuất này là 1.200.000, có quà luôn. Vừa có được giảm giá vừa có quà này. Và 1.350.000 là một cái chai thực sự đẳng cấp cho anh chị luôn nhá. 1.350 và 1.200.000 là chai nước hoa nữ anh chị nhá. Còn chai nước hoa nam hoặc là nam nữ thì là 1.280.000. Anh chị có thể để số điện thoại lại. Rồi bây giờ Duy Trinh sẽ lấy collagen sữa ông chúa ra uống để nhắc đến tất cả những khách hàng của mình. Đó là một cái điều thực sự giản dị. Giản dị đến nỗi mà nó thành thói quen luôn. Collagen thật tuyệt, cảm ơn ạ. Và một ngày từ 2 đến 3 viên thì Duy Trinh không bao giờ quên cho mình. Uống để nhắc nhở đến tất cả những người đã từng dùng cái sản phẩm này cùng mình. Hãy lấy ra dùng hàng ngày. Võ ơi! Được, thôi, chai đây. Duy Trinh sẽ lấy 3 viên collagen ra, Duy Trinh sẽ uống. Có lẽ là tình uống 2 viên đấy, tại vì... Nhưng mà thôi, uống thêm 1 viên nữa. 5 collagen, cảm ơn Như Hoa này. Mình không bán hàng khác bạn ạ. Mình không bán hàng fake. Mình không bán mấy cái hàng nhãn kia, mà mình chỉ bán hàng Made in France này thôi bạn nhé. Cho nên là bạn đừng hỏi cái hãng khác, tại vì Paris Blue, mình chỉ bán hãng Paris Blue này thôi. 5 collagen, cảm ơn người đẹp. 5, 10 và chốt 3. Nhanh chân nhá. Những ai đang dùng thì đừng mếp nữa, đừng hỏi ủa sao giá hôm trước chị mua 3 hộp có 1.350.000. Mà hôm nay sao tăng giá vậy, lại không có khuyến mãi. Hôm trước chị mua 5 hộp có 2.250.000. Và sao hôm nay giá đắt vậy em? Và hôm nay tại sao lại không có quà tặng? Thì Duy Trinh đã nói trong một thời gian rất mấy ngày qua rồi. Duy Trinh đã nhận được thông báo từ nhà máy là nguyên liệu tăng giá và chúng ta sẽ phải tăng giá theo. Là một không tăng giá thì không có khuyến mãi. Cho nên là những anh chị nó đang dùng sản phẩm này của Duy Trinh có hai vấn đề chúng ta phải chốt ngay. Ngày mai là chúng ta phải chốt ngay. Cái thứ nhất là Duy Trinh nghỉ Tết rất là sớm. Duy Trinh sẽ nghỉ Tết sớm. Cái thứ hai nữa là Duy Trinh sẽ không có khuyến mãi cho sản phẩm này nữa. Ấy, không mạng bình thường. Không sao. Nó chỉ chút xíu là hết à. Ok, cảm ơn Hiền Nguyễn 1350. Ok, một cái chai nước hoa 1350 là cái chai xịn nhất của Paris Blur. Giá gốc là 1.500.000, không kém gì những cái sản phẩm. Nếu mà một set quà này, nếu mà sản phẩm này tương đương ở trên thị trường thì phải 3.500.000. Chứ không bao giờ mà có cái giá này. Tại vì anh chị biết đấy, mua ở Duy Trinh là mua ở gần như là giá gốc luôn anh chị. Anh chị mua giá gốc luôn, chứ không phải là anh chị phải dùng một cái sản phẩm mà phải quá nhiều cho marketing. Thì cái giá tiền của marketing lên rất nhiều. Tăng cân 7 tuổi trở lên mới dùng được em ơi. Tăng cân mộc đà 7 tuổi trở lên mới dùng được nhá. 600.000 cho người lớn em ạ. Và thời điểm này là thời điểm vàng để tăng cân này. Thời điểm này tăng cân cực kỳ nhanh luôn. Tại vì cái thời điểm này năm nào cũng vậy luôn. Cái thời điểm này là thời điểm vàng thực sự luôn. Thời điểm này là thời điểm tăng cân.
mà người lớn thì chỉ có 600.000 thôi, tăng từ 3 đến 8 kg từ nay đến Tết là ok, tăng từ 3 đến 8 kg từ nay đến Tết là rất kỳ là an toàn. Mờ quá, anh chị đợi một chút xíu nó sẽ hết mờ anh chị nhá. 1350 tuyệt vời, cảm ơn ạ. À, nước hoa ok, Nguyễn Huyền 1350 kèm số điện thoại, cảm ơn bạn nhá. 13 ok, Hương Lê số điện thoại này, ok Cường này, ok Quỳnh, Lý Sơn này, Trần Đạt, Duyên My, ok Tài, ok Nguyễn Lan nhá. Anh chị để số lại cho Duy Trinh nhá. Đã dùng nước hoa rất chất lượng, cảm ơn Quốc Huy, thank you Quốc Huy này, cảm ơn Trần Trung này. Một nước hoa nam, ok Hoàng Thái Hòa, cam kết với Thái Hòa một điều, bạn sẽ dùng cái chai nước hoa nam đẳng cấp thực sự luôn. Và đây là một cái chai mà Duy Trinh đã tặng cho những người mà đẳng cấp thực sự, họ dùng nước hoa, những cái chai nước hoa rất là đắt tiền, nhưng mà khi mà Duy Trinh tặng cho họ cái chai này, họ cảm thấy rất là happy. Họ đã từng dùng, lâu lâu họ dùng một cái, họ bảo lâu lâu dùng cái để cho nó thay đổi cái mùi một chút xíu, nhưng mà tôi cảm thấy rất là tự tin khi mà tôi dùng cái sản phẩm của bạn. Và đây là những cái sản phẩm khi mà Duy Trinh tặng cho những người thực sự có đẳng cấp, thì họ đã dùng cái sản phẩm này, và chính Duy Trinh cũng đã dùng sản phẩm này, cảm thấy rất rất là hài lòng. Không cảm thấy khi mà bước ra ngoài mình đánh được, mình thể hiện được cái cá tính của mình, nó rất là mạnh mẽ và là tinh tế, nó mang tính thời thượng. Đó là cái hai cái chai này, và không đụng hàng, không nhái hương. Đây nhá, cái chai nước hoa nam của Duy Trinh là không nhái hương, không đụng hàng, mang đẳng cấp, nó thực sự, nó một cái đẳng cấp thực sự, và nó thoảng cho cái khi mà ai mà xịt đi qua cái cảm thấy cái mùi của nó thực sự đẳng cấp. Tăng cân, cảm ơn bạn, chị nhận được kem chị nám rồi, rất tuyệt vời, dạ cảm ơn chị. Một liệu trình nám 3 lọ vẫn là chỉ có 2,1 triệu, cảm ơn chị gái nhiều. 3 lọ nám tàn nhang 2,1 triệu một liệu trình, cảm ơn chị. Tăng cân Mộc Đà, cảm ơn người đẹp nhá. Ok Kim Giao, ok Tường Vi, Duyên My, Nguyễn Đạt nè, Nga Lê, Huế Hồ nè, Oanh Cao nè, cảm ơn Huế, Nga Lê, Thành Đạt, cảm ơn cái chế. Người thật, việc thật, con người thật, dạ cảm ơn. Cho một nước Hoàng Nam thì có số điện thoại mới chốt được người đẹp. À quên nữa, đàn ông mà lại kêu nó người đẹp thì kỳ quá. Có số điện thoại mới chốt được anh chàng ơi. Lan Vy, Duy Trinh và Lan Vy đẹp đôi. Trời ơi, lẽ ra phải gọi hai chú cháu, gọi chú Trinh đi. Chú. Đừng gọi anh là chú. Đừng gọi anh là chú. Nước hoa nam giá bao nhiêu? Em ơi, từ 1,6 triệu đang sale Noel còn 1,280,000. Đẳng cấp vượt trội. Made in France, Pháp, bao với em mà một điều là hàng Pháp. Tại vì anh, bản thân anh là một thương hiệu. Anh chỉ bán hàng thương hiệu, anh chỉ hàng hàng chất. Và 3 năm nay anh trên live stream này chưa có ai nói anh một điều cả. Chưa có ai nói là anh bán hàng sản phẩm như thế này như này. Em hãy để ý, đó là một cái điều rất tuyệt vời. Đó là một cái thương hiệu rõ ràng. Và khi mà anh kết hợp với người Pháp thì nó nâng thương hiệu, nó càng ngày càng nâng lên. Và anh không cần lợi nhuận ở cái sản phẩm này nhiều. Anh chỉ cần tiếng thôi. Em mua cái sản phẩm của em, em nói là Trinh nó bán nước hoa, hàng cao cấp, hàng chuẩn, hàng cam kết. Đó là điều tuyệt vời. Chỉ cần nói với 10 người bên cạnh thôi. Thì sau này có lẽ là cái thương hiệu nhận lại nó rất là lớn. Còn nếu mà Duy Trinh thích mà đam mê về lợi nhuận ấy, Duy Trinh sẽ không bán nước hoa Pháp đâu. Bán mấy cái chai 200-300 nghìn thôi. 500-700 nghìn dễ bán được nhiều hơn. Đúng không? Làm 50ml. Còn cái này là 100ml đến 90ml, rất là nhiều. Dùng biết chừng nào cho nó hết. Nước hoa nam ok. Và nên nhớ này, một chai nước hoa nam, nếu anh chị chốt cái chai tròn thì còn có một số lượng cực kỳ ít, là một cái chai sữa tắm như thế này. Đấy, để xem nào. À, Gens Double Shoulder à? Shoulder là tắm á, tắm á. Ok, chốt chai tròn này vừa có quà, vừa được giảm tiền nhá. 1,6 triệu giảm còn 1,2 1,280, tặng cho bạn một cái chai sữa tắm nam này nhá. Chai nam này mà để làm quà Noel thì thôi khỏi cần bàn nhá. Có quà nhưng mà số lượng có ít lắm, rất ít luôn. Không biết là mới báo là còn thực sự rất chi là ít luôn, thực sự ít, quá trời ít luôn đấy. Chị nước hoa nam ok chị. Lan Vy xinh, hát hay, giọng cao. Cảm ơn Nguyễn Anh nhá. Đấy, khen phát ngồi cười tít mắt lại liền. Nước hoa nam nữ 1,280 em ơi, 1,280 chai này thì không có quà nhá. Nhưng mà được giảm giá từ 1,6 triệu còn 1,280 em à. Đẳng cấp lắm, vượt trội luôn. Ui, cái bạn Hàn Quốc Hùng kia khen mình thích thế chứ lại. Cảm ơn bạn nhá. Tiếng Hàn Quốc không đọc được cho nên gọi Hàn Quốc Hùng luôn. Hả? Chữ đó sao mà đọc được. Mình chỉ gọi là Hàn Quốc Hùng. Em biết Hàn Quốc Hùng không? Dạ không.
Trời nổi tiếng thế mà không biết. Ca sĩ Bồn Cầu đó. Tại vì ngày xưa ở bất kỳ một cái chỗ nào cũng có cái để in lên đấy. Người gọi là Hàn Quốc Hùng, em lên mạng coi nổi tiếng lắm. Em nhấn đây này, em nhấn chữ ca sĩ Hàn Quốc Hùng này, em lên Google em đánh à. Nổi tiếng phết đấy em. Trời, Hàn Quốc Hùng mà không biết à. Anh là ai? Anh là Di Trinh. Ok, Bảo Phương, cảm ơn Bảo Phương này. Huyền cười gì đó Huyền? Dùng nước hoa thì như thế nào thì nói cho anh một cái comment đi. À đấy, cười. Collagen nước hoa Pháp bên Duy Trinh rất tuyệt. Và quan trọng nhất là collagen sắp tăng giá này. Ở trên livestream này có ai bán cái sản phẩm này 3 năm trời và có ai mà hàng tăng giá không? Không có ai cả đúng không? Không có ai cả. Thì Duy Trinh, chỉ có Duy Trinh mới có điều đó thôi. Người ta lo bán cái sản phẩm cũ bán được khó lắm. Còn mình thì hàng không có để bán thì hàng nó tăng giá. Tại vì nếu không tăng giá thì không có khuyến mãi. Cho nên là những ai đang dùng sản phẩm của collagen của Duy Trinh thì chốt 3, chốt 5, chốt 10, chốt 20. Nhanh chân. Đúng rồi, bữa trước em tặng cái chai này nè. Mỗi lần mà tới đây em xịt là ngứa cái chai này liền. Không, mùi này thơm, thơm thực sự. Đẳng cấp em. Đây là một cái mùi mà anh thích nhất. Mà ai mà bạn gái nào mà xịt cái mùi này đi qua kiểu gì anh phải quay lại ngó phát. Cái này em không ngó em. Hả? Cái này không ngó em à? Em này ngó thì có người đập anh sao? Mình là chú cháu mà. Anh trai bạn hàng. Ngó, chú Trinh thì kêu chú Trinh. Con này nó ngồi nay sáng. Kem nám 950. Sáng nhìn. Cảm ơn anh Chiến Khu Lê nhá. Em vi xinh quá. Cảm ơn anh. Chốt 3 collagen, ok Nguyệt Vũ này, cảm ơn Hoa Phạm Vạn Thọ này, cảm ơn Hiệp Quốc Thần này, Hương Giang Lan Phương, Đăng Đạt Lê Thủy Trường Saka, nhiều anh chị, nhiều bạn nam quá, chắc là nam thì đặt nước hoa nhiều lắm đúng không? 1280 là giá không bao giờ có thể quay trở lại nữa. Đến sang 2021 chúng ta sẽ không có được cái giá này nữa rồi, cho nên là những cái chai này nó thực sự đẳng cấp luôn, đẳng cấp lắm. Anh với em hát bài gì cho nó hay hay tí đó. Bài gì ta Vi? Ôi lâu lắm nó không hát bài à. Bài này đi. Cái gì? Hát cái này với anh Việt đi. Mà cái bài này mỗi... Cái điều hồi bữa ấy. Có không? Cái điều gì á? Cái điều gì mới ơi? Ok, dê thứ đi, anh thích đánh cái gì, cái chuyện của anh còn cái biện xấu tím chứ hồng, còn chuyện hai anh em hát, chuyện gì đấy, chuyện hai anh em. Yeah. Anh cứ chơi thoải mái. Anh chơi cái kiểu gì mà em hát không theo được ấy. Tăng 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 tăng. Đời, cái điều gì đó là xưa rồi anh. Hả? Anh đấy 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 là cái điều cũ. Tông dê. Rê. À, đánh theo cái điệu mới nhất có thể đấy anh ạ. Anh nói chung là đánh cứ đừng có theo cái hệ thống công rãnh nào hết đấy anh. Anh đừng có đánh theo cái hệ thống gì hết. À, và sao chưa thấy hồi âm? Ok ạ. Thì điệu này đi okay. Được phố nghe hay nào. Rồi, mở rồi. Nãy giờ khâu uống lại, nãy giờ mình quên. Alo. Alo. Em à. Nhớ anh không? Nhớ à? Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mà ngước duyên mình bên lâu, suốt đời tình khắc sâu dề nhặt. Đàn môi xinh tuyệt vời. Để xuôi buồn nơi ánh trăng soi con đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khinh rồi lại thôi, nói ra e ngại mặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi
vài câu liên thương. Hân hoan hôn như nở hoa chung chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thiếp hồng. Chiều tiễn không mây đừng cố bước lần về, buồn nghe dây giữ tiếng. Nhìn xe kế thoa màu trắng rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tiếng đưa. Lá thu trong rơi từng lá nghe buồn buồn, tương bước ai tìm về, mơ sống bóng tay đón anh nhưng nào thấy. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho qua. Công việc một like anh chị ơi. Khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra em ngại mặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết toa xuôi ngược nẻo đường, trao cho người yêu vài câu liên thương. Ân hoan hôn như nở hoa trông chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thiếp hồng. Chiều tiễn không mây đường cũ bước lần về, buồn nghe dây giữ tiếng. Nhìn xe kết toa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tiếng đưa. Lá thu trong rơi từng lá nghe buồn buồn, tương bước ai tìm về, mở rộng vòng tay đón anh như nào thấy. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho qua. Mở rộng vòng tay đón em như nào thấy. Sầu dâng lên cho quê. Hay quá. Đáng yêu của anh Việt. Trời ơi, yêu anh Việt ghê á. Thiệt luôn á. Em là con gái em yêu anh luôn đấy. Thiệt. Đáng yêu quá các chị ơi. Đấy là lâu lâu phải phá cách đi. Chứ anh cứ đánh mãi cái kiểu buồn lắm chị em ơi chị. À, bữa mình có thử cái bài này. Hình như em hát đô được cái sao nhỉ? Dạ. Ui dê này. Dã man vậy. Dê sao em hát? Được, hát được. Sao được? Được. Ghê ấy. Dạ. Chuyến tàu hoàng hôn dê đánh được kiểu dê nhất có thể anh. Không biết không chịu ông nổi đâu. Không chịu ông nổi. Không nghe mình nhiều lúc tá hỏa. Ông Việt mà ngồi với mình kiểu gì ông cũng bị chiến theo ông hôn dê. Nói thật đấy, ông cười. Mà sao dê hát được ta? Làm sao ông Vi hát được nhỉ? Để bài này cho sau nó chưa hát nha. Dê cao anh. Chửi. Chửi như con nghe, ông đẻ vậy á. Nó nghe đấy nhỉ, nó nghe đấy. Chửi như con ông đẻ vậy á. Ok. Hả, mấy anh ông đẻ em, mấy anh chửi gì chửi hả? Bài này khó phết ấy. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả xe ta. Ok. Hoàng hôn đến đâu
sương trong hòn ta. Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ứng sao cho tàu đứng đi, sẽ lăn em lúc ca chiều sắp lên đèn. Mưa thu bay bay vắt ngang trời ướt vải mềm. Hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng yên trong chiều sương. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Đường bao nhịp đôi tình trong nhịp mới hướng theo một bóng người. Ta oan hơn nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàng hôn. Cục Việt đánh mà không hát được cái gì thôi, giải nghề sớm giờ rồi. Quên.
lâu lâu nó quên ngang vậy á. Chiều nào có cái bài mà bài này biết cái bài mà bài mà xương lệnh Châu Đông em hát bằng cái gì ta? Cào lắm mà. Chiều xưa phai nắng sâu. La. Một đứa lối. La dạ. Sao anh hát được? À, xong ca hả? Chắc đô quá anh. Mà đô thì thấp quá, hát không sướng. Cái bài này hát đơn. Chiều xưa phai nắng dấu mòn đứa lối. Cao lắm anh có đắt em cao lắm. Rồi bóng chung đôi mà hóa chia phôi. Đó, đơn trinh hát anh. Sương lạnh chiều đông vương tiếng thơ cùng người quay ăn đời chờ. Hát hát bài. Thôi, cái này. Hát đi. Thôi, anh hát. Bài này trong ca khó ạ. Ca khó thôi, đánh ngày khác. Cái bài gì nhỉ? Để xem là có anh chị yêu cầu bài gì thì mình chơi với khác. Thiếu gì bài mình hát đi. Để cho remix không? À, remix thì mới remix. Từng cho nhau. Từng cho nhau, vô. Mà vì máu thì đừng hỏi bố cháu là chờ ai. Hát rồi. Từng cho nhau remix đi. Là anh ơi. Tình cứ gặp lại phố xưa. Cà phê nắng cùng ghi với ai. Cánh hoa rơi đúng không? Dạ. Những ai mà chưa sở hữu cho mình một cái chai nước hoa Pháp 3 tầng ương made in France thì một cái bạn nữ này Noel thì còn rất là ngắn luôn, còn rất là ngắn để chúng ta có thể sở hữu. Đây là một cái sản phẩm được dùng thử này, cái sản phẩm này là sản phẩm dùng thử này. 1.200.000 để chúng ta có một cái set của Paris Bleu nhá. Gọi là Paris Blue đi cho đọc cho nó đỡ bị quíu lưỡi. Tiếng Pháp là Paris Bleu, bây giờ chúng ta đọc là Paris Blue đi. Paris Blue 3 tầng hương. Đẳng cấp thực sự luôn. Và khi mà anh chị mua cái sản phẩm của Duy Trinh về, không phải lo sản phẩm này có chất lượng hay không. Hãy biết là Duy Trinh là một người kinh doanh theo cái tâm của mình, đặt cái tâm lên mọi thứ luôn. Người em sóng đạo, cô gái vàng ấy, cô gái vàng mấy em nữa để cho Sa Băng lên hát. Cô gái vàng trong xóm. Cái gì? Cái gì? Mãi cô gái vàng hát anh. Cô gái vàng gần gì? Em xóm ơi em đánh mì order bên Tây. À vậy hả? À. Bao nhiêu cái gì cái gì không nhớ. Cái gì mà không nhớ luôn. Ok, cảm ơn bạn nhiều. Một cái sản phẩm nước hoa Pháp 3 tầng hương thì anh chị đừng quên cho mình nhé. Và nhớ đây là một cái mùi tuyệt vời nhất của Paris Blue. Và 1.350.000 là giá. À, anh chị, nhân, em hát rồi. Những ai mà đang dùng sản phẩm của Duy Trinh, nhất là nước hoa, cho Duy Trinh một cái lời bình nhé. Và đặc biệt hơn một điều nữa là chỉ còn mấy ngày là chương trình khuyến mãi của collagen này sẽ kết thúc. Lý do nguyên liệu tăng giá. Cho nên là những ai muốn cho mình một cái sản phẩm chất lượng nhất để làm đẹp, cho da chống lão hóa này, da bị không được căng bóng và da bị chảy xệ và da không được đẹp. Đó, Duy Trinh là 4X này. À, lại hỏi anh cái nữa, anh hơn mày mấy tuổi nhỉ? Anh hơn mày bao nhiêu tuổi? Anh hơn em. Mày còn nói to lên đi, chả không dầm thì ai mà nghe được. 16 tuổi nha các chế. Tao có cái gì? Ok, 16 tuổi anh chị nhá. Và anh chị biết không, Duy Trinh mới dùng cái sản phẩm này chỉ được có mấy hộp có mấy triệu à? Mua 5 có quà, siêu quà luôn. Mua 10 siêu quà. Mua 3 có quà. Thực sự đâu có nhiều tiền đâu. Nó mất thời gian thôi. Thôi anh tặng mình về uống nha. Này anh. À. Em đẹp hơn anh rồi sao? Kệ mình chứ. Cả anh càng có lợi. Anh không chừng nào mình càng nổi tiếng anh càng có lợi. Đẹp hơn anh càng có lợi. Cứ tại đẹp hơn anh đang mong điều đó mà. Đúng không các chế? À, Vầng Trăng Cô Đơn. Ôi bài đấy hay, bài đấy mà hát được hai người cao thủ. Hát sao em vượt đặc. Đừng khóc, đừng buồn em. Chẳng cho thêm đớn đau. Đêm đỉnh mạnh hả? Ok. Đêm đỉnh mạnh. Chơi chứ. Em sợ anh à? Em sợ anh à?
Nước hoa bao nhiêu vậy? Em ơi, nước hoa nam á được khuyến mãi còn 1280 nhá. Còn nước hoa nữ là hai cái set quà 1.2 triệu và 1.350 triệu, đẳng cấp. Rồi nói cái khản cổ rồi. Cảm ơn Ngọc Anh, chết cha rồi. Mới hát được có 2 bài mà lúc nãy thấy rè rè rồi. Chí Trinh nhìn trẻ quá, cảm ơn ạ. 4X, 4X, thực sự là 4X, 4X. Đừng có đòi hỏi là 4X, ngồi về đây phải lung linh, men là được. Ở ngoài mặt láng là được, không có mụn, căng. Anh chị, nếu mà anh chị, em đảm bảo với anh chị một điều, nếu mà anh chị ở ngoài mà nhìn Duy Trinh nói Duy Trinh 4X, Duy Trinh con anh chị luôn ấy, thực sự luôn. Hiếm ai mà nói Duy Trinh 4X đâu mà thiệt. Ở ngoài ấy, ở mặc dù ở trên live em xấu thế thôi. Ở trên live cái điện thoại nó thật lắm, là cái kính chiếu yêu. Em like nó thật lắm anh chị ơi, cái điện thoại của em nó thật lắm, cho nên là nếu mà thực sự mà đến đây mà để mặt mộc này, thực sự là lo đấy. Tại vì cái điện thoại nó thật quá. Tại vì em muốn tải lên cái HD. Và điện thoại nó khá là cao cấp, mà càng xịn thì càng... Hả? Gì đây kìa? Không, đứa quen gặp em á, kêu sao chung live xấu vậy mà ngồi vậy đó. Cái điện thoại. Cái điện thoại đấy. Cái điện thoại đấy. Giận mà thương. Hello Love nha. Về bài gì? Nãy bài. Giận hả? Đang ở Duy Trinh trẻ hơn. Cảm ơn Thanh Thủy nhá. Ở ngoài nói thật với anh chị là Duy Trinh trẻ hơn ở trên livestream này. Thực sự ở da của Duy Trinh nó khá là nó gọi là nó không ngày xưa nhăn kinh khủng luôn. Ngày xưa có khoảng 30 tuổi là nó nhăn nhìn chán đời, mặt sạm nên nó cháy nắng. Tại ngày xưa em đi nhiều, em đi ở ngoài đường nhiều. Tại em ý kiến các người kia không, em nhìn tương tác cái màn hình em đâu có thấy chữ đâu. Đây hắn đang nhìn đây. Ở đây cái gì ấy. Thế này, thế nè. Bởi vậy ấy, ngoài như thế mắt anh còn 10/10 thấy không? Anh xỉa mà ai nhìn là nói đâu. Nói cái là nhìn thì ngay nhìn. Cảm ơn Quang Phượng nè. Em cần mộc đà giảm cân mộc đà. Anh em ơi, hình như giảm cân anh về phát hết luôn sao ấy. 1.1 triệu một liệu trình giảm cân nhá. Tặng cho em cái gen tan mỡ. Giảm từ 3-7 kg một liệu trình, một tháng thôi. Ôi. Nhưng mà 18 tuổi đến 55 tuổi mới dùng được. Và huyết áp, tiểu đường, tim mạch có bệnh là không có dùng nhá. Đừng có dùng tiểu mà bị giống như kiểu là béo phì cũng đừng có dùng. Dùng chi trời, sức khỏe quan trọng. Mặc dù là rất an toàn, không mệt, không mất nước, nhưng béo phì mấy chục ký làm sao mà giảm uống cho chị đi bác sĩ nhá. Đừng có nói Trinh ơi, con nhà chị bị béo phì, cho chị 5 liệu trình. Bảo thôi em không có bán đâu. Ai mà lại bán cho người đó, thất đức lắm. Nhá, đừng có mua, tốn tiền. Có bệnh đừng có mua, tiểu đường, tim mạch, huyết áp, mua giảm cân uống sao nguy hiểm nhá. Cái giảm cân nào nó cũng vậy, uống mệt lắm nhá. Cảm ơn bạn. Và cái tăng cân của Duy Trinh cũng vậy. Rất là nhiều anh chị mua lại, ngày nào cũng mua lại cho chị mấy liệu trình. Và bảo Duy Trinh bảo đừng có uống hoài. Uống một liệu trình cảm thấy nó ổn thì thôi ngưng tăng cân. Mà cái này nó là thảo mộc hỗ trợ, nó đâu phải là thuốc đâu. Không phải là thuốc, không thay được thuốc chữa bệnh và không thay được bữa ăn. Mua nó phải hợp lý chứ đừng là cứ cắm đầu mua về cái dùng hoài đâu có được. Mình dùng cơ thể nó cảm thấy nó ổn rồi. Nó kích thích cái hệ tiêu hóa này, nó làm cho chúng ta thèm ăn này. Ngủ sâu thèm ăn và chúng ta tăng cân nó từ từ, nó không có tăng quá nhiều và nó tăng nó không có giảm, không có tích nước. Đấy cho nên là khi mà cơ thể nó hấp thu nó ổn rồi, để cho cơ thể nó tự nhiên, mua uống vừa thôi, đủ liệu trình nghỉ nhá, đừng uống nhiều quá. Hello, Zip Mùi, nay có cây thông Noel đẹp quá sếp. Thấy bồ không chào ấy. Em có thấy đâu. Chứ anh mới nhắc đấy. Giúp mùi này, nó không chào em kìa. Sa băng. Có vẻ nó khóc tối, nó khóc hù hù đấy. Nói cái tên cung cung quá. Nói nó khóc hù hù đấy. Có ở gần đây chạy đây chơi. Có ở gần đây không? Hôm nay hát chung em chứ kìa. Vậy hả? Thấy không lôi lên đây. Chưa, lúc em đi chưa hát. À. Đây. Máu lắm. Mới hát đây cái đây hay hôm này. Anh đi quên một dòng sông. Sản phẩm chất lượng. Cảm ơn cơ chế. Hello em. Ở đây có tăng cân, có giảm cân, có collagen. Đặc biệt là tăng cân thời điểm này thì chúng ta tăng một liệu trình là tăng từ 3-8 kg, rất là an toàn. Trong 2 tháng chỉ có 600 thôi. Người lớn chỉ có 600. Và trẻ em lưu ý là từ 7 tuổi đến 12 tuổi chỉ có 350 thôi. Nha anh chị nha. Hồi nãy chúng mình nói yêu hát bài gì nha? Không, bài gì khác mà. Đêm bệnh mệnh. Đêm bệnh mệnh sao em hát được?
bài này thì nó ấy quá. Hát bài gì nó ấy hơn đi. Ai gì? Thôi sóng gió đi. Sóng gió đi Vi. Yo. Cái điệu gì lạ tí anh Việt ơi. À nhưng mà không có remix ở đâu nhá. Cái bài này mà remix nó sóng gió. Thấy không? À sóng gió remix cũng được nhưng mà nhịp nó vừa thôi nhá. Nhanh quá chạy không nổi. Không có. Cái bài nó có đoạn này cái gì? Xì dáng anh ơi. Ok là thắng được tùy anh. Dạo này vẫn chơi chữ như thường ha. Máu. Để cái búa sẵn đấy. Sóng gió nha anh chị nha. Theo một phong cách hoàn toàn mới. Cho em tăng cân, cảm ơn em gái nè. Ok Farm nè, âm thanh ánh sáng Lê Viên này. Cảm ơn, chào Đồng Hương. À quên, chào gọi là cái gì? Âm thanh ánh sáng gọi là gì? Đồng nghiệp. Chúc là cuối năm này, nhiều show nha. Zip Sa Băng ơi. Zip mùi Sa Băng. Nói zip mùi không ai biết đâu. Zip, còn zip lý mùi này ấy. Zip lý mùi tên hay lắm. Tăng cân bé 7 tuổi, ok Thủy Ngân nhá. Uống một hộp 2 tháng em nhá. Cỏ úa ok em. Vui quá các chế. Được gặp ở đây. Mà nhà mình nhá, ủa đâu mà nhà ai cũng yêu, đáng yêu lắm. Thế là ngồi ở đây nhiều khi hát hay hát dở cho mọi người vẫn yêu. Sướng. Nhưng mà em hát dở là người ta la đó. Anh có quyền hát dở. Còn em là phải hát. Chí ít thì cũng gọi là nghe được, còn hát không được thì quay lại mang vốn anh Nguyễn. Quay lại. Lên thôi. Em cứ mang vốn ông kia này. Đổi thừa, mình chơi kiểu đổi thừa ấy. Hey, anh. Hồng trần trên đôi cánh tay, hoa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ anh còn mù mơ đến khiêm thờ ơ. Thờ ơ à? Lòng người ấy đâu có hay. Một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự xưng. Hey. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đen. Thương sao mùi da lý hương vương vấn mãi bên thềm. Đời phiêu dâu có tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ Oh.
trong tâm tôi. Một mai em lỡ ấp ngã trên đời thay đổi, nhìn về anh người chẳng kín em lẻ loi. Hát vài lần vì lúc nào năng lượng cũng tràn trề, đó là cái điều rất tuyệt vời. Đấy là anh chị có biết không? Có những người mà hát khi mà mình hát cùng ấy, thì cái năng lượng. Nếu mà để nói mà để mà anh chị nói mà nếu mà để mà Duy Trinh hát song ca hợp nhất ấy, thì Duy Trinh sẽ hát song ca với Bé Linh. Còn nếu mà hát mà đầy năng lượng thì Duy Trinh sẽ hát với Lan Vy. Tại vì căn bản như là Duy Trinh hát với Lan Vy là chưa đủ tầm hát chung ấy. Đấy, nhưng mà chị phải ngồi ở đây. Anh chị mới biết rằng phải ngồi ở đây, phải ngồi ở đây thì anh chị mới cảm thấy vui đúng không ạ? Ok, cảm ơn anh chị và các bạn. Vầng trăng khóc đi Bắc Trinh. Ôi, bài này hát lùi sao nhỉ? Bài này hát nhiều lắm rồi. Có cái gì lạ lạ không? Đêm đông đi. Thử đêm đông. Đêm đông. À, hôm trước thử cái bài này mà. Bài gì ta? Bài gì ấy? Để thử đi nào. Nhưng mà bài này, bài này từ từ nhá, bài này từ từ không là toi á. Để xem nào. Để xem nào. Em đang cầm cái mic gì đây? À, mic thường. Hôm trước em để xem nào. Để đợi Duy Trinh xíu nha. Cái bài gì nhỉ? Bài hát đúng không? Đúng rồi, bài hát mà anh quên. Bài này khó hát tới mồ luôn. Mà bữa giờ không chịu tập. Sao? Sao bữa giờ anh lười thế nhỉ? Đừng như thói quen phải không? Anh. Bài này hay vậy mà sao anh không biết hát nhỉ? Thiệt đấy. Đúng không? Đúng này không? Dạ. Thử đi. Anh phải dạo rồi anh phải. Không không, khoan đã, anh để. Hai tông, đúng rồi. Bài khó hát thế mồ. Anh thì có thể hát được không bao nhiêu nhé? La thôi. Hoa hải đường. Còn bạn này chắc nở không màu. Dê. La với dê ấy. Em hát la trước. Xong là anh chuyển xuống dê. Còn không thì không để thử nào, thử nào. Ủa cái này nó đâu rồi em? Đây. Đợi em xíu. Em đây. Em từng là thế giới, là cả quang trời trong anh. Nhưng đến bây giờ lúc anh cần dường như không quan tâm. Bỏ hát được bài này không? Để biết ta cần nhau hơn, sao đến bây giờ ta phải xa nhau vì tình yêu không như lúc trước. Đừng để thời gian bên nhau là tối quen, là cành bên nhưng rất xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ tê phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, một mình anh nơi cách. Thôi khó quá bỏ qua. Đô thang máy.
từng là thế giới, là cả quãng trời trong em. Nhưng đến bây giờ lúc em cần, anh như không quan tâm. Chỉ cần dành một phút để hỏi em về hôm nay. Sao đến bây giờ em phải mong chờ một điều dần được đến thế. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, là cánh bên những dân xa rồi. Từng ngày cảm giác trong em cứ thế phai đi, lật nhau ta đâu có ai. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng mới. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn trong giấc mơ. Nếu như một ngày có quay trở lại, nếu vẫn còn đau như lúc xưa, dành tất cả thanh xuân. Khó đấy, bài này tập lại khó thiệt. Không, cái tông này là thấp như em rồi. Quá thấp, anh đang bảo là thấp. À, nãy giờ anh nói không được cái mic. Không, anh thấy thấp mà. Anh đánh mi dáng ấy, mi dáng cho là vì hát thử cho anh. Bài này hay lắm á. Anh nhạc Noel này. Mi dáng ấy, đúng rồi. Thử nha mọi người. Anh... Bài này cũng hit một thời mà không biết hát. Từng là sao anh cứ sai cái chỗ này nhỉ? Cố đơn về trong căn phòng. À, nghe bài này bữa nào sau tập đi. Dành tất cả thanh xuân chỉ để thương một người, giờ chỉ là trong giấc. Hát Noel à. Thế á. Là cả quãng trời trong anh. Nhưng đến bây giờ anh vẫn như vậy, chỉ là không còn trong. Về tập lại đi em, trong lại một chút để biết ta cần nhau hơn. Anh cũng có sự lại đi anh. Không chắc lắm, bữa nào hát. Bữa nào Vi tập bài này để tặng anh chị đi, bài này hay lắm Vi. Tức ghê. Thôi rồi. Không mà. Có, bây giờ còn ít người, không sao em. Bây giờ hát bài gì? Đêm đông đi. Bây giờ ấy, bây giờ toàn người nhà, không có sao đâu. Đêm đông không? Em có hát sai cũng không ai ra lời cho em. Để anh kiếm. Anh kiếm một cái bản gì mà. Thôi em hát remix đi Vi. Cái bài remix đi Vi. Ô, đêm đông bồn quá. Đừng chơi nhau. Bài tay ca đó. Bài vui ghê. Bài vui ghê. Hai đứa này. Hai đứa này. Mất nét rồi. Bài thánh ca bền mà nó cười vui ghê. Cỏ úa đi bạn. Buồn bằng là từ lúc. Bài này em cũng biết bữa nay em hát nha. Rốt cuộc là cỏ úa. Ủa, vui hả? Đúng rồi, pha đấy. Đan Nguyên đâu rồi? Hai mùa Noel đi hả? Anh ơi, hai mùa Noel kìa. Nghiến. Khóc đi anh. Cỏ úa đi, nhiều người yêu cầu quá. Có khi nào muốn bệnh không ta? Níu duyên. À, níu duyên bà này em đang đừng tập. Đừng có bệnh nha. Tình lỡ. Con bấm xuân. Những lời dối gian. Oh, what the... Anh phun. Không tha thứ. Ờ, đấy như người yêu cầu bài ấy nhiều lắm mà nhỉ. Anh không tha thứ à? À, bài đêm định mệnh. Đêm định mệnh đúng rồi. Anh hát đêm định mệnh đi. Hả? Anh hát đêm định mệnh đi. Bài này hát cũng nhiều mà, hát nhiều rồi. Đêm định mệnh. Chúng có say.
tình anh biến tình. Bài này đi, xong bài này đi tính. Có phải còn yêu vì đó? Hoa nở không màu, ô nên nhiều mọi người yêu cầu hoa nở không màu nhiều đấy. Hay là hoa nở không màu, thôi mới đánh bài này đi đã. Các chế nào có nhu cầu về những cái sản phẩm thì hãy để số điện thoại lại cho Duy Trinh. Ở đây có đặc biệt là nước hoa Pháp ba tầng hương và collagen sữa ông chúa sắp tăng giá là anh chị ạ. Sắp không có khuyến mãi chứ. Cho nên là những ai đang dùng collagen, mấy rất là nhiều khách hàng đang dùng sản phẩm thì hãy nhanh mua cho mình nhá. Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng, còn chốn thương yêu xin đưa vào dư âm. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ, mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc em đi trong rượu cay mến nồng, màu trắng khăn ta quanh căn phòng cô đơn, bao tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hát buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu. Một chiều trên đồi em làm thơ, có biết tương tư vàng ô chúng đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm dầu vương mơ. Từ lúc em đi men rượu cay duyên nồng, một cái câu rất là hay. Một chiều trên đồi em làm thơ, có biết tương tư vàng ô bông dê theo đâu bên người mơ, mới biết mình yêu bao giờ. Ơi cố nhân ơi, chuyên thân tiền xa vời, còn chúng đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mơ. Cứ cúi mặt đi để nghe
đời lầm lỡ. Đừng níu thời gian cho thêm sầu. Vương nhạc của Lam Phương nó mãi mãi là như thế đấy anh chị ạ. Nhạc của Lam Phương nó thực sự những cái câu, những cái ngôn từ nó thực sự rất là tình. Và nếu mà ai mà thất tình mà nghe nhạc này thì thôi chết. Ngày xưa thì Trinh còn thời mà còn đang làm dược, kinh doanh dược ấy, đi khênh cái thùng thuốc mà tai thì nhét tai phone nghe bài này, nghe nó thấm gì đâu. Thời đấy mọi người, mà thời đấy mới thất tình đấy chứ. Bây giờ thì người đó nó là vợ của thằng bạn rồi. Cho nên là mãi mãi nó có nhớ vợ thằng bạn, nó nằm ở đây chứ đâu. Hả? Hai mùa Noel. Mùa đen hay là mùa đen thắc kinh hả? Hồi nãy nói bài gì kìa? Vì mà hát được bài Thánh Ca Buồn nó mới máu. Rồi em hát được cái gì đấy anh? Hát được xong được. Hát. Chứ chưa hát mà. Anh Thánh Ca Buồn. Ghê vậy. Em hát rồi về đấy, hát rồi về. Bài Thánh Ca đó còn nhớ không em? Hả? Thì có hát bài Hai Mùa Noel thì anh Thánh Ca Buồn. Noel năm nào chúng mình ấy nhau. Ê, biết cái gì không? Biết làm cái gì không? Hả? Tỏ tình nhau gọi là ấy nhau. Mì ráng anh. Mì đi cho máu. Thôi. Thôi. Cũng biết thương Mì rồi đấy. Kìa rồi hôm nay biết thương Mì rồi đấy. Mình bảo. Lâu chửi cũng thương xíu cho em út trong nhà. Anh chơi cái điệu gì mà nó nhịp đi. Anh đánh Mì ráng xong là cái hồi lát nữa anh đánh son, đánh si ráng cho em. Mà trưởng nha Thánh. Trưởng nha. Mì ráng trường ấy. Đẹp đó, em bảo. Ê. Nhưng mà đánh cái kiểu gì nó lạ tí ấy. Anh làm khó vì một tí thôi đấy. Đấy là anh em mình. Tự là khó tự luôn nữa. Và đẹp truyền thống của nó rồi đấy. Ông cũng sợ. Ông cũng biết sợ. Em. Dạ. Ông biết sợ. À. Anh đánh mì ráng xong lát nữa anh đánh đến si ráng cho em. Nha. Ê. Hey! Khản cổ rồi đấy. Hay mà vẫn khản cổ. Hay mà lấy con có ra tiếng là biết. Cái đầu cái à? Chưa biết cái điều gì này. Cứ gai đi. Giỡn á. Thánh Ca đó còn nhớ không ai? Hey. Noel năm nào chúng mình có nhau. Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt. Áo trắng em bay đưa cánh thiên thần. Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân. Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi giọng hát em mênh mang buồn. Rồi mùa gió buốt cũng qua mau, lời hẹn đâu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu sắc pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian,
ca ngày xưa. Vàng đêm tối nhớ quá đi thôi, giọng hát ai buồn, đêm thanh vô cùng lạnh giá. Đánh sao kẻ ông, mình đã sao ấy chuyện của mình. Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa kể hát theo câu đêm thánh vô cùng, ôi dòng hát em mênh mang buồn. Rồi mùa gió buồn cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu sắc pháo bay sau nơi nguyên mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hỏi xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần con nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu yêu, tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn, đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn, đêm thanh vô cùng lạnh giá. Được mà. Nghe không? Dạ. Ghê thiệt. Em giỏi anh Việt rồi đó. Ghê thiệt. Ok, cảm ơn tất cả anh chị các bạn. Và đây là cái Duy Trinh nhắc luôn, và những anh chị mới vô và những người đang dùng sản phẩm của Duy Trinh ấy, nhớ này, chỉ còn vài ngày nữa thì cái khuyến mãi của collagen không còn nữa. Và từ nay đến Tết thì chắc chắn sẽ không có khuyến mãi cho sản phẩm này. Cho nên là những ai mà đang dùng sản phẩm của Duy Trinh mà sắp hết và quần chuẩn bị hết và muốn mua cho mình một cái giá cũ, hãy mua 3, mua 5 và mua 10 anh chị nhé. Cảm ơn anh chị. Hay lắm thân tượng, cảm ơn Nguyễn Thiệp. Và ở đây chúng ta có thể mua một cái liệu trình dưỡng. Anh chị có thể mua một cái liệu trình dưỡng và cho những ai da muốn tái tạo cái làn da lại thì chúng ta có thể uống chung với collagen. Dùng chung với collagen là chúng ta vừa bôi và vừa uống anh chị nhé. Và dưỡng cho 6 tháng chỉ có 2 triệu thôi. Sữa rửa mặt 250. Cảm ơn tất cả mọi người và anh chị. 5 hộp, em mới mua 5 hộp. Cảm ơn em gái nhiều. Và anh chị hãy chốt luôn cho mình 5 hộp, 5 tặng 1 và 1 phần quà, hoặc là 5 có 2 phần quà, 3 có 1 phần quà. Chứ là những ai mà muốn quà thì đây là một cái điểm, thời điểm cuối cùng chỉ có vài ngày nữa là chúng ta sẽ kết thúc năm 2020 và sản phẩm này chúng ta sẽ không có khuyến mãi nữa. Anh chị lưu ý giúp em này, không còn khuyến mãi cho sản phẩm này nữa. Cho nên là Huy Trinh hứa với anh chị một điều luôn. Nếu mà trong hết tháng 12 mà sang tháng 1 mà Duy Trinh có khuyến mãi, Duy Trinh sẽ đền cho anh chị gấp 10 lần tiền. Chắc chắn với anh chị là nói, em Duy Trinh nói là không có khuyến mãi, bởi khuyến mãi là không có lời. Lỗ luôn tiền vận chuyển anh chị nhá. Cho nên là những ai mà sau ngày 12 á, sau ngày 30 tháng 12 mà anh chị mua được cái khuyến mãi thì không bao giờ có khuyến mãi. Nói cho anh chị biết vậy. Từ đó đến Tết là chắc chắn là không có, tại vì không có đủ khuyến mãi, không có đủ lợi nhuận anh chị nhá. Thế là những ai mà muốn giữ cho mình một cái phần quà mà vừa chơi Tết này,
tại quà nó rất là đẳng cấp này, son phấn hay sữa rửa mặt hay là những cái mà phấn che khuyết điểm hay là kem BB là dùng Tết này thì thực sự luôn, hàng bao dùng cho anh chị nhá, hàng bao dùng đấy, thực sự luôn. Em đặt 5 hộp, ok em Thanh ơi, em có để số điện thoại chưa? Em phải để số điện thoại chốt nhanh nên không lại không có đủ hàng bán nhá. Cái thứ nhất là hàng cũng hết sớm trước Tết, tại vì với cái lô hàng này không còn đủ hàng bán đến Tết nữa. Cho nên là Duy Trinh sẽ nói với anh chị một điều là ngừng khuyến mãi, tại vì đằng nào hàng cũng không có đủ bán, nguyên liệu nó tăng giá. Cho nên là những ai mà muốn mua được cái sản phẩm này với giá cũ và có khuyến mãi, siêu khuyến mãi cho đợt Tết này, mua 3 có quà, mua 5 siêu quà luôn. Thì anh chị, một bộ kem chỉ nám, cảm ơn chị. Mùa Giáng sinh, cảm ơn bạn. Em tin dùng sản phẩm bên anh, cảm ơn Dung ơi. Cảm ơn Lan. Và những ai đang dùng collagen của Duy Trinh thì chốt cho mình 5 hộp này, 3 hộp, 5 hộp, 10 hộp này. 10 hộp ok Vượng này, 5 hộp ok em Dâm Vũ này. Duy Trinh hứa với anh chị một điều. Sau 30 tháng 12 mà Duy Trinh khuyến mãi cho anh chị cái sản phẩm này, Duy Trinh sẽ không bao giờ ngồi ở live stream này nữa. Nói thật với anh chị luôn, không phải là Duy Trinh nói để anh chị đâu. Tại vì Duy Trinh muốn khi mà ngắt khuyến mãi, Duy Trinh phải nói cho anh chị chấp nhận lỗ, chấp nhận không có lời từ nay đến thời điểm còn 9 ngày nữa, đúng không ạ? Còn mấy ngày nữa, Duy Trinh chấp nhận một điều là không có lợi nhuận ở trong mấy ngày này, tại vì công ty nó đã tăng rồi. Tại nếu mà Duy Trinh khuyến mãi nữa là không có lời, khuyến mãi nữa là sẽ lỗ luôn cả tiền vận chuyển. Cho nên là những ai yêu thương Duy Trinh, đây là một sự tri ân của Duy Trinh đến anh chị, vẫn giữ khuyến mãi cho anh chị còn vài ngày nữa. Và sau hết tháng 1, từ tháng 1 mà đổ đến Tết, Duy Trinh chắc chắn với anh chị một điều, không có khuyến mãi cho collagen nhá anh chị nhá, không có khuyến mãi cho sản phẩm này nữa. Cho nên là anh chị nó đang dùng sản phẩm collagen của Duy Trinh thì nhanh chân đặt cho mình 3 hộp, 5 hộp. Một hộp là 450 chị ạ. Dùng cho những ai da bị thâm, bị muốn ngừa thâm này, ngừa nám này, da bị chảy xệ này, da không căng, không trắng sáng, da không hồng, và chống lão hóa rất tuyệt vời. Mà người sử dụng thì 25 tuổi trở lên chúng ta mới nên dùng. Dưới 25 tuổi thì chúng ta không nên dùng nhá. Dưới 25 tuổi dùng là nó phí lắm. Cảm ơn mọi người đang để số điện thoại của collagen. Ngày mai anh chị nhớ chốt cho mình. Chứ không, cái thứ nhất là Duy Trinh sẽ nghỉ Tết rất là sớm. Cái thứ hai là không có đủ hàng bán luôn. Tại vì hàng ở nhà cung cấp nói là không có đủ hàng bán. Duy Trinh đã tính cả rồi, tính cái ngày có hàng, đủ hàng. Thực sự nếu mà như thế này luôn, có lẽ là mà một mà anh chị muốn đặt cũng không có đủ hàng về bán nữa. Tại vì cái sản phẩm này Duy Trinh nói với anh chị, nó là cái bản thương hiệu của Duy Trinh thực sự luôn. Khi mà anh chị uống nó chỉ mất thời gian thôi, nhưng mà cái chất lượng thì thực sự nó đảm bảo. 3 collagen chỉ là 1.350.000, quà là son, là phấn, là sữa rửa mặt, là kem tẩy tế bào, hay là kem BB, là kem chống nắng. Và hàng tặng này, son, phấn, sữa rửa mặt này, kem chống nắng này, anh bao dùng luôn. Quà tặng mà anh chị không hài lòng ấy, gửi đến mà hoàn tiền cho anh chị. Thực sự luôn, hàng rất là đẳng cấp. Quà tặng là đẳng cấp. Không phải có chuyện mà tặng là lấy cái vớ vẩn tặng đâu. Tại vì cái tặng này là hàng bao chuẩn. Hàng mà công nghệ của Hàn ấy, nó rất là tuyệt vời luôn. Đó. Ok, cảm ơn anh Tuấn. Và quan trọng là một lần nữa là cái sản phẩm nước hoa Pháp 3 tầng hương này cũng sắp đến thời điểm mà chúng ta sẽ ngưng khuyến mãi cho nó, và sẽ không có đủ khuyến mãi nữa. Cho nên là những ai mà mua sau khi hết hàng thì Duy Trinh sẽ thông báo là hết hàng khuyến mãi. Vừa được giảm giá mà vừa có phần quà này nhá anh chị nhá. Một cái sản phẩm Pháp, quà đến từ Pháp luôn. Quà đến từ Pháp luôn nhá. 1.350.000 là cái chai nước hoa đẳng cấp thực sự luôn nhá. 5 hộp, ok, cảm ơn Kết. Cảm ơn Hạnh Nguyễn, ông bố trẻ Đỗ Nguyễn, Dung Ngọc này. Chị cho xem được nữa, chị không xem được nữa. À, ok chị. Ô, 3 collagen, ok, Hạ Năng này. Chốt nhanh 3 collagen, 5 collagen, 10 collagen các chị ơi, thực sự luôn. Mấy hôm nữa là không có, thực sự luôn, Duy Trinh nói thật là không có luôn. Và nếu mà live stream mà bảo có người mà bán hàng tăng giá mà giữ được cái giá ấy, để khuyến mãi cho anh chị, để anh chị nhập, để có giữ được một cái nét đẹp, là đó là cái điều mà Duy Trinh rất là cảm thấy hài lòng cho bản thân mình. 450 một hộp Trịnh Băng ạ, 450, 2 kem body trắng. Cảm ơn người đẹp này, 2 kem body có quà. Ở đây Duy Trinh có kem body nhá. Và mùa đông này dùng thì khỏi cần bàn luôn. Kem body là 480.000, lấy cho anh cái chai kem body.
Là dưới đấy. Ừ. 480.000 mua 2 có quà nhé bạn ơi. Sữa rửa mặt mua 2 có quà luôn. Tẩy tế bào mua 2 có quà. 5 collagen ok, 3 collagen. 3 collagen có thể chọn son, phấn hay sữa rửa mặt. Son bao dùng, phấn cũng bao dùng. Son 2.8, phấn 2.9. Hàng rất cao cấp nhé. Hàng là hàng bao dùng, hàng tặng là hàng bao dùng cho bạn nhé. Có nước hoa nam em ơi, 1.6 triệu khuyến mãi, còn 1.280.000. Và nếu có chai tròn này thì sẽ được tặng một cái chai sữa tắm. Cái chai sữa tắm ok được rồi. 1.280.000 và cái phần quà này chỉ có hiện tại còn khoảng 300 hay là 2 hay 300 phần thôi. Không có nhiều anh chị nhá. Cái phần quà này cho nam này, đặc biệt luôn cho nam, ngày hôm nay Duy Trinh mới show lên cho anh chị xem này. Nếu mà ai mà nhìn may mắn, nam mà nhìn thấy cái livestream này thì hãy đặt cho mình một chai nước hoa từ vừa được giảm giá vừa có quà. 1.280.000 cho bạn. Cảm ơn em. Chai một mai tròn nhá. Chai đẳng cấp thực sự luôn. 10 kiloen em để số điện thoại lại cho anh. Phụ Trinh ơi, để số điện thoại lại. Bên anh sẽ tư vấn, gọi điện tư vấn cho em. Nước hoa Pháp em nhá. Quà tặng của Pháp luôn nhá. Quà cho nước hoa là của Pháp nha em nhá. Cái chai quà của Pháp này. Và đặc biệt có một cái chai mà một cái phần quà này là cái chai này là chai mà được ưu đãi giá nhất này. Lý do là cái sản phẩm này là để cho mọi người biết được, vừa mua được vừa túi tiền của mình. 1.200.000. Vừa có quà vừa được giảm giá. Chai nước hoa Pháp 3 tầng hương này anh chị nhá. Cũng là một cái chai rất đẳng cấp luôn. Collagen dạng viên năng mềm bạn ơi. Viên năng mềm nhá. Viên năng mềm. Hấp thu rất là tuyệt vời luôn. Và công nghệ tiên tiến này, nguyên liệu nhập, công nghệ tiên tiến và công thức hoàn hảo. Đó là một cái điều. Merry Christmas, ok. 3 collagen, ok em này. Nước hoa Pháp, cảm ơn em. Ngọc Ánh, ok em. Chuyên Ngô, Hằng Nguyễn này. Ok, Thanh Liền Lê này. Ok, cảm ơn mọi người. Cười. Nước hoa rất đẳng cấp, cảm ơn em này. Những ai đã dùng sản phẩm của Duy Trinh thì hãy cho Duy Trinh cái lời bình. Thực ra thì anh chị, cái lời bình của anh chị nó quan trọng hơn là những cái điều mà Duy Trinh nói ấy, thực sự luôn. Bây giờ để mà chào tạm biệt mọi người thì anh em mình đánh quả gì? Không, mình em hát đi. Mê tình mùa đông anh Việt ơi. Anh làm kiểu gì cho nó làm khó Vi một tí anh. Đường vào tim Vi ơi bằng da. Bắt nè. Đồ thăng hỉ. Hả? Trưởng ấy anh nhá. Đồ trưởng ấy. Đường vào người tình mùa đông. Và chúng ta sẽ đến với ca khúc này nhá. Trời, kiểu này muốn bệnh rồi. Lên một xíu cho đủ anh. Ok. Em ơi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Vẫn mưa, mỗi giây trên đường thầm thì. Vì đâu mưa, anh không đến. Đường vào tim em mây dâng kín. Bần chân anh trên nỗi đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình. Có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên người sông thưa, lắng khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn năm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngọn em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cầu trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Đường vào tim em vào con sông, để tiếng anh xa bên xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông.
chưa ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn năm tầm đời chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cầu trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bạn ơi, ai đã dẫn em chiều nay? Đường vào tim em mây dâng kín, để tình anh sắp đến xuân hôn mộng. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi. Ok, thank you. Cảm ơn sự góp mặt của Lan Vy cũng như sự góp mặt của Quang Nghị và nhạc công Quốc Việt. Và hẹn gặp lại trong một live show gần nhất để chúng ta tiếp tục có một cái đêm Noel nhá. Và để... Hello, tạm biệt mọi người. Để xem là Duy Trinh ngồi với anh chị nồng nàn với anh chị một tí, để xem nào. Chết cha, muốn bệnh thế này, muốn bệnh chắc do đói quá. Chắc do đói ấy. Giờ ôm than van cùng ích gì người bạn tâm trí. Giờ này phương xa đó nhung gấm quanh mình, vì có nhớ không nghĩa tình. Khó khăn còn thương nhau mãi đâu, sao giờ u sầu. Chỉ mong em sẽ tròn đứng người, tật lòng từng lấy em. Bởi em đau chính cũng rất buồn, vì mình từng yêu thương. Và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này, mình đã có nhau như vậy. Lời sau này ta trông thấy nhau, xin đừng ngoảnh đầu. Cả cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình, vì đánh mất em. Người đàn ông như đang tan khóc như một đứa trẻ. Buồn phiền nào hơn khi anh trông tới thế giới của mình đánh bước bên ai. Vì sao ngày lại đang tâm nó sẽ tim anh làm hư. Không có cái beat, beat nào luôn. Quên hết bao năm, quên hết bao năm đi bên em, anh thật không thể mang được. Không có remix cái chế ơi. Em thích hoa hồng và mùa đông, được cánh đó phía sau lưng. Em nói bên anh qua bao nơi, em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bây giờ em mang cho em yên bình.
có phê anh chị ơi, nhạc không phê này hát khó vô lắm. Trời bay sáng làm tang tư về, sáng ai về hướng lối. Một bài này nghỉ nhá anh chị nhá, chán quá không không có beat để hát. Rồi nhớ về em luôn. Nhớ về em, chiếc tích nuôi nhớ mau trông chờ trở về chỗ xưa. Trong cả suốt đời này, chính vẫn thương nhớ về em. Người nhìn mây trôi mãi, trở về nơi xa xa mịt mù. Trong cơn mơ chiều nay, gọi tầm tên ai. Những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Rất xa rời miên man trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tờ trời. Bơ vơ trong chiều khoang gọi tầm tên ai. Chiếc lao xa khơi giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em cho những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thường ngày. Nhớ về em cho tích nỗi nhớ mong trông chờ trở về chỗ xưa. Trong cả suốt đời này chính vẫn thương nhớ về em. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tờ trời. Bơ vơ trong chiều hoang gọi tầm tên ai. Chiếc lao xa cây giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em cho những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt vui cười thường ngày. Nhớ về em, chỉ tích nỗi nhớ mong trông chờ trở về chỗ xưa. Trong cả suốt đời này, chính vẫn thương nhớ về em. Nhớ về em, cho những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thường ngày. Nhớ về em, chân tích nơi nhớ mong trông chờ trở về chỗ xưa. Trong cả suốt đời này, chỉ vẫn thương nhớ về em. Trong cả suốt đời này, chỉ vẫn thương nhớ về em. Mọi người không xuống thì sao em xuống được? Anh chị còn ngồi đây thì sao em xuống được? Chừng nào nó tụt đi thì em mới xuống nơi đông thế này, em xuống em ngại lắm.
người con gái anh từng yêu dạo rồi, có một mình đi dưới mưa lúc buồn. Ôm thật chặt vào khóc như đứa trẻ, người con gái anh từng yêu quên rồi, có một mình tay nắm tay ngóng đợi. Từng đêm xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Cô gái anh yêu hãy quan tâm anh và nhớ anh bao điều em thích qua hồng và mùa đông. Được chính ngôi phía sau lưng em nói bên anh, qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vậy giờ ai là người cho em yên bình? Em muốn xa anh khi yêu đương đang gìn giữ vẫn an lành, xóa hết kỷ niệm một tình yêu bạc hai trái tim xanh. Quên hết bao năm đi bên em anh thật không thể làm được. Người mình thương giờ chẳng nhớ đến chính rồi. Nó không có chữ thì khó hát quá. Nó không có chữ thì hát nó sai nhịp. Ok, dưới rồi. Sau bài này chúng ta sẽ nghỉ nhá. Cảm ơn anh chị. Người con gái chính từng yêu quen rồi, có một mình tay nắm tay ngóng đợi. Hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. À, chẳng nhớ tên anh rồi. Chúc anh chị các bạn, bye bye mọi người nhé. Cảm ơn anh chị.